Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng phương án an toàn trường học để các trường chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp. Theo dự kiến, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đi học trực tiếp từ ngày 1 tháng 11. Học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8 tháng 11. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10, học sinh hai trường Tiểu học Hòa Bắc và Trung học Cơ sở huyện Tri Phương của xã Hòa Bắc, huyện Hòa Văn đã được trở lại trường. Sở Y tế đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi, bảo đảm tất cả học sinh cấp trung học phổ thông đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.